Nói về chuyện thi vào 10 thì những ngày vừa qua thì một số địa phương cũng đã có điểm thi rồi. Tuy nhiên Hà Nội mới thi xong nhưng chưa có điểm, và chúng tôi tin chắc rằng thời điểm này thì các vị phụ huynh và học sinh cũng rất là quan tâm, thậm chí là có một chút lo lắng hồi hộp. Và sau khi thi xong nhiều bạn cũng đã có được một số những cái phần kết quả đáp án, nhưng đó không phải là chính thức, và hôm qua thì cũng đã có bộ đáp án chính thức để cho các bạn tiện so và biết được là mình có thể được khoảng bao nhiêu điểm. Được biết năm nay thì toàn thành phố có hơn 106.000 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập, tăng 12% so với năm học trước. Số lượng chỉ tiêu vào các trường công lập được Sở công bố là khoảng 69.020 chỉ tiêu. Hiện nay thì công tác chấm thi được khẩn trương triển khai. Dự kiến chậm nhất ngày 9 tháng 7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố điểm các bài thi của thí sinh trên cổng thông tin điện tử của Sở, đồng thời cũng công bố điểm chuẩn xét tuyển vào các trường trung học phổ thông năm học 2022-2023.